Mình nghĩ đó là ý tưởng của anh đại mình, tại vì anh đại mình nó là fan cứng của Harry Potter. Đúng là như vậy, PUBG ở Việt Nam hiện tại giờ đang rất là phát triển và đang phát triển một cách rất là mạnh mẽ. Và mình biết đến PUBG nhờ những người bạn của mình và mình cảm thấy game nó rất là thú vị và mình quyết định đến với PUBG. Team của mình ngày trước là 4 người đều là 4 mảnh ghép khác nhau. Và mình sau một thời gian chơi cùng với nhau, mình đã quyết định gộp lại với nhau và thành lập thành một team.